Lên hết kiều trong nhà xuống nhà thôi. rồi. Đâu phi thẳng một phát ra giữa luôn, chả thấy cái gì luôn. Em giờ sợ quá, nếu mà em về nhà có phải ngon hơn không? Giờ nó xuống trước rồi, sao thì hay kiểu bắt đầu không? Về trả kiều thôi, nhanh lên. Tao hết kiều rồi. Rồi, À. bụng mật. Thôi giờ đi, đằng nào cũng mất rồi, giao thẳng xuống nhà đó đi. Thôi vòng lên trên. Mất cái gì? Về chắc ngồi kèo Kiều ở con nhà vòng ấy. Thôi kiểu về mẹ con. đi, chẳng may á. Mẹ chạy xong bắt đầu vớ thì mẹ nhà chính nó bắn cho thì. Dò đó chứ hay là mà Xem cái thằng đầu cánh của mình là thằng nào đã. Kìa 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 mất. Thôi thôi Mông Cổ biết rồi, đi về đi. Mông Cổ ăn dâu nhá, xem Mông Mông Cổ còn Thiêng, ăn xem dâu xem nhá. Hậu Thiêng là đâu. Có Hậu anh cất Mông Cổ ăn dâu ạ. không, không thấy Ụ Thiêng nhỉ, chắc Ụ Thiêng ở bên này Không bây xây Ụ Thiêng à? bây giờ mới xây à? Đâu không phải, Có, nó xây ở bên này. không không đá đá này chắc là Mông Cổ đi buôn nhá. mình có lên đi buôn không nhỉ? Có chứ em, đánh cái trận này phải buôn. Ủa cứ chém lúc đầu đi, lúc sau buôn sau, lúc sau tôi khỏe thì buôn sau. Nhưng mà ý là lên Muốn nhà buôn hay buôn nhà gì cái gì ấy. ông nào ngồi bài để im thì tôi chỉ đạo chiến thuật ạ. Đúng 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 đúng. À. Không chơi ngồi ngoài chứ, để tôi để im thì tôi chỉ đạo chiến thuật cho trận này cho Đúng đúng ông. Cứ đúng. đánh thoải mái Có ai vào người cứ nhìn thấy hơn. không, không hiểu được tâm lý anh em ở trong này đâu. Đây Zuki ơi, pháp Đang này Zuki, Zuki pháp này. Đây đây đây, chạy thằng qua đây, qua. thằng thằng Mấy Rome block nốt được từng khác kia cho là mình, cho đó là nó ra quân là được, mình cho để quân đi là được. Ố, thằng Mông Cổ này ủ thiêng nó đâu ấy? The fuck? đấy. Không có, nó mà không có thiêng mà. Ai cứt nhờ? Nào đá thích đi. Nó lên Thằng hai này sớm. lên hai sớm đóng nhà ấy cái mẹ, lên hai sớm thì không có liên quan gì đến Ụ Thiêng đâu. À. Chết một con. Biết được nó để gỗ làm gì. Nhiều lý do lắm, nói chung là mỗi người chơi cũng một cách chơi khác nhau hiểu không? Kia Chờ đừng này khá là cố khó gắng đừng hiểu. cho ra quân Zoki ơi, chỉ cuối trong pháp này thôi, tôi nhận Được. nó cho tôi nhá, là như thế nhá. Nhưng mà tí nó ra được kỵ nặng rồi khó quấy lắm. Cứ quấy chém bằng chết thì tôi cho nó phải thủ, nó phải đứng thủ, không hiểu không? Đi đi dò nhà nó đi, đi dò nhà thêm bãi vàng hai của nó đâu đi. Đấy nó một bãi vàng đấy, đấy nó trừ một bãi vàng thì thôi, cứ phá hết đi là nó tự phải thủ. Mở là quá anh đánh Trung Quốc thằng Tít ra hay là cắt non tay à? cứ cuối pháp thôi, pháp là xong. Đó xem có bãi vàng nào canh đây không. Hôm trước Rồi nghe, chết hôm trước rồi. anh biết Trung Quốc thằng há bất ngờ cơ. Chơi hay sao? Không biết Vậy ai chùm Trung Quốc trong lúc này hay sao? mày phải chậm vậy. Yeah. Nó gõ kìa. Không có vàng, tụi bay đây rồi. Trung Quốc bung lực thì mày cũng gọi là cái xấu mé không rớt. Chùm Trung Quốc ngấp chứ nó số máy gì chùm. Alo. À, vẫn thua ghè. Ê, giờ hỏi, hỏi thầy nè. Ai là người Trung Quốc hay thứ hai trong lúc này? Đương nhiên là Black cái xưa. Không biết nhưng mà người thứ nhất phải là ghè. Tài không? Anh Ê. tài ngon mà. Tôi buông hả? Thôi chả mê. Ô, đi mới ảo thế nhỉ? Giáo ơi, giáo ơi. Chém giáo lên, giáo lên. Black ơi. Nhiều kỹ năng chém giáo rồi. Đốt, đốt, đốt cùng đi, đốt cùng đi. Cho nó.
Chạy đi kìa, chạy đi kìa, nó ra kìa. Hay quá, phát lửa cháy. Với em phát thôi, chỗ kia đừng bỏ phát, để xong phát thôi, cũng được rồi. Giờ đã xem dùng hải khí chất lượng hơn hay sao? Đường sắt gửi là sẽ lên được hai đi bằng chuyện chiếc bàn thôi. Ờ, đà, Black ơi, có ngựa không? Ra đây, ra đây, ra đây nhờ tí. Không, nháy, nháy đi, nháy đi. Rồi một phát cái trò chết luôn. Ờ, đấy, đấy, đấy. Đây, đây, anh em tụ đây. Đang đến đây. Kìa, kìa, kìa. Giáo kìa, giáo kìa, giáo kìa, giáo, 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 Black ơi. Úi dồi ôi, tí chết. À, chắc bắn được mình chết rồi kìa. Đừng ngại. Đây, có kỵ đây. Cái gì vậy? Black ơi, đàn giáo đi ra đây rồi. Bây giờ anh em vòng một phát nhà đằng Pháp. Ủi cái trời, đi đi, thẳng luôn, thẳng luôn. Đi đi đi. Nhanh, nhanh. Này, vũ vũ tội dạy này. Yeah. Đập cái trời này luôn, đập cái trời luôn, đấm ra, đập cái trời luôn, đấm luôn. Đập chi mấy con đó này. Đéo được rồi, đéo phải, nó chạy 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 Black ơi. Nó nhiều ngựa quá. Ngựa đâu ra ấy nhỉ? Cái giáo này của ai? Giáo này của thằng Cam. À, nó có thằng Cam để hiện màu cái có gì đó. Chết à, chết à, chết à. Thì hay đấy. Buông đi chơi hài thầy nãy giờ chắc buông được 80k bài phải không? Để việc cây khó chịu quá. Bú phát nằm bờ lên bố luôn. Anh cũng phát là trong gì đó, tí lên bố. À, có mấy con này thầy không chém nó để nó chém hết cái này rồi. Đi, bà, lại một đổi một. Chết dần, chết dần. Nó là người chết sợ. Giáo này ngu một. Qua này lúc kia rồi. Nào mình tài ba nha, cứ ghét ăn ngổ rồi, không cần quan tâm gì hết, cứ ra đủ quân để mà. Cứ ra đủ quân. Bắt lại. Em đã. Bọn này. Em giết được một kỳ nạn nha. Ok ok. Tí cho trăm vàng. Thưởng cho nhá, thưởng cho number thiếu đi nào để thầy thưởng. Hay rồi, hay rồi. Number thiếu gì để thưởng. Hay chậm đi mà bút đâu. Bây giờ đây bút cho quả rồi. lên 3 phát sản. Thiếu thực rồi, không thiếu vàng. Ai thiếu vàng bảo nhá, ai thiếu thực bảo nhá. Đây đây, Zuki thiếu thực này. Thiếu cả vàng. Thôi để lại nhân lên 4 luôn. Thế không phải Malibu à? Không nha, Malibu là không phải Malibu.
đi chiến. Mali chính nhất trong lớp nha. Mali này là mọi người phải buff cho Mali. Này, dân này, dân này. Ờ, đâu rồi nhỉ? Đâu rồi? Mẹ bọn nó ra giáo nhiều quá. Nhiều giáo lắm Black ạ, à. Thằng Pháp cũng ra giáo. Này mình xài gì nữa. Ôi mẹ hôm nay lại pick Bushi này, đéo nó còn ai. Ờ, thả lạ vậy. Đéo được nha. Giang tên mày. Ờ. Mông cổ ba rồi nhá anh em nhá. Bo lại đi, bo lại tường đá đi ấy ơi. Đại nhân ơi. Bị nó sang bây giờ đấy. Cần bo bên đấy, bên đấy thích rồi thích vào thì vào. Được chưa? Được. Thích thì bo đây, bo cho ông tôi chắc chứ. Em ngủ đây. Để đi buông buông gì đâu nè, không biết đi buông gì đâu đây. À, đây thôi nè. Rồi buông tiếp đi. À, mấy cái chuyện vô nghĩa đó cho nó làm tiếp đi. Ơ trông thế thôi, nó cứ dần dần nó được nhiều phết đấy, để đùa. Cái gì đấy? Trời ơi, một con chị này kém hộ pha. Nào. Có gì nó không xây tường được. Nổi lùn quá. Nó nhà đâu này. Nhà được. Cái rồi. Cái gì? Không nhà được. Nhà được là như nào? Dạ. Ok. 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 Đấy nó nhiều kỵ chưa? Kỵ cung chưa? Nó không hiện lên cái nhà này. Đâu? Chứ thì phải mở mồm ra nhá. Chứ khi hiện lên nhà nào? Chủ động đâu? Thiếu gì cũng thiếu nhá. Thiếu vàng, thiếu thịt nhá. Ai đây? Ai đây? Black đó. Black cái sờ à? Ừ. Thủ kinh nguyễn cũng thiếu vàng nhá. Thủ kinh nguyễn cũng thiếu vàng ở đây. Thôi thôi đại nhân ơi. 2000 vàng. Đại nhân lên 4 rồi đập phát vào nhà thằng mông cổ đi. Không thì em tăng vàng đây. Đây thầy buông hết 12.000 vàng được chưa? Thằng mông cổ đi. Ok. Được rồi, này quá dữ lắm. Mày không bay được đây thôi. Cái gì chứ? Đấy. Chắc cũng tháng mà. Đấy nhà mông cổ luôn à? Ừ, đấy nhà mông cổ luôn, một phát tơn kỵ vào nhà mông cổ luôn. Đấy, đấy, đấy. Cái gì? Đây này. Nhanh. Xây đấy đấy, tăng dân lên xây đi. Trời ơi, có bố thằng. Nghe không em, anh em thở không nổi đây này. Cái đó là ok. Cái anh đi thôi ok. Chạy đi mà lát này, quan tâm chi. Không chẳng là cái trò tống gì đó. Bui vàng, bui vàng ơi. À, đại nhân ơi, bui vàng ấy. Ơi, đại vàng à. Ừ. Cứ có vàng thừa thừa một tí là búp.
Tôi Nguyễn này. Ok không? Nguyễn đi. 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 Kêu bỏ nãy hả? Đập mùa dồn phát vào nhà Mông Cổ đúng rồi, dồn hết, đập hết dân. Đấy, dồn đấy, cứ dồn chạy trần lực đấy, tự phải thủ. Chứ nó gỗ hay giờ đấy, ok đấy, xây nhà được đấy. Nhà đây xây nhà không nhỉ? Giờ xây nhà nhỉ. Có vàng được cho em nghĩ con vàng nha. Ủa thằng này nhiều giáo thế. Có thịt không? Xin thịt thôi. Thịt còn lại là lâu. Lại vàng tiếp đi đại nhân. Có vàng cứ búp đấy. Biết đại nhân thừa mà. Thừa bước cứ bơm bên này thì tôi không đẻ quân được. Ok. Đẻ này. Nhiều giáo thế, nhiều giáo thế. Đại nhân đánh quân khác đi. Đấy, tôi đánh cả súng mà, cả súng đấy. Kìa, thằng ấy vào nhà mình rồi nhá. Nào. Thằng Lạc Đà. Chuyện gắt chứ. Nó không lo thủ nhà, nó tỉ nha mình. Ê, là đây anh Black à. Biết ngay mà. Đâu, sao, làm sao? Cái cổng ở đây cái. Bò ấy đấy. Đừng bò nữa, tập trung mà ấy đi. Không là ông nhìn AK cái bò làm cái gì cho khổ ra. Tập trung mà. Áo ma thật đấy. Đâu rồi? Cái đàn Lạc Đà đâu ấy nhỉ? Lạc Đà vừa chạy đâu ấy? À đây. Vời tới đây rồi. Rồi sao có ai đây anh vậy? Ê. Đang về thủ nhà phát. Solo luôn. Nhóc này. Ai đây không? Bơm cho em 20k vàng thôi. 20k vàng. Thằng cướp rồi. Để chỉ cần cướp được 20k vàng thôi. Anh thầy cứ bơm cho mày thì thầy lấy vàng đôi ra từ. Hay xem đi, xem đi. Được chưa? Đâu. Đi chút vào. Em thôi. Là không bo thì phải chạy vô nhà lại kêu lên rồi. Yên tâm, thủ đang thủ nhà rồi, yên tâm, thoải mái không. Một tên kia nó vừa chết xong rồi. Ông nó làm chuyện gì em không hiểu lắm mà làm chuyện gì. Không cho nó ra quần. Mình dùng kêu chưa lên 4. Đánh kiểu gì đây? Bơm đi, bơm vàng đi để lên 4 nào. Biết chơi không? Chơi không? Biết chơi không? Biết không? xin lỗi. Lôi. Hai đeo đánh không? Thì việc ăn thực thôi mà. Đập thêm team nữa đi. Hai. Em đem hả? Ai nào đánh không? Ai nói này, hàng nào cũng chết thì đập chết. Hai không? Nghĩa là chơi cái này là khó không? Để nhân bò lốt cái nhà này lại đi. Để. Bò người để. Thôi, nằm bờ nó bò. Kiến trúc sư, học kiến trúc sư. Gì? Cái gì?
một phát là 9.000. Xa thế nhỉ. Rồi anh em đi thì nhớ kiếm bên chỗ nào cũng có cửa thì bên nhà chứ bo nào có cửa. Chặt hết đấy. Đại nhân này hay quá nhỉ. Đại nhân này cũng được đấy nhỉ. Đại nhân nhỉ. Hay rồi, em bắt đầu đi chơi đấy. Đại nhân bắt đầu đi chơi đấy. Để bao cho em 5k vàng nữa ha. Nghe tiếng gì nó vừa tạch một phát nhỉ. À súng của đại nhân à. Ây à. Chưa chứ đại nhân vừa bỏ chơi game hôm qua rồi hôm trước ấy thôi. Bây giờ có đối thủ đâu. Đáo thủ tôi lỡ nhà mày. Nhấm nhá đi anh bắt đây. Anh em nhớ đây. Lông nhà thôi. Dỡ nhà mày luôn, rồi kia dỡ nhà nó luôn. Ai thiếu vàng được không? Cứ bơm nha, cứ bơm nha, anh em không phải ăn vàng nữa nha. Cứ bơm vô, bơm lấy cây sơ 5-10 nghìn vàng nha. Nhị AK 10 nghìn vàng nha. Gì đây, cái này cái gì đây? Lắm nó đi chứ. Ăn vàng nha. Thôi, đại nhân ơi, xây kíp đéo được rồi. Huy. À, không được, ôi dồi ôi, rất địch về đây chứ ông rồi. Kéo đánh tôi lùi lại, tôi chạy đây, à. Tôi chạy đâu nào. Hết chỗ rồi đi à, tôi thì tôi tiếp dân, mang dân chạy lên thôi chứ. Hết chỗ rồi đi à. Vào mà ăn nó, sợ gì. Đúng. Là nhà rách thì cứ thiêu quân đi, lúc kia đừng có mình chứ làm gì cả, thiêu hết cho tôi. Thiêu mà. Được chưa. Đập nhà hàng ngay đấy. Thằng này can à. Thằng này can à, giết thằng này luôn, bốc dỡ nhà ngay luôn. Cái tội can. Nghe tôi ủi nó đúng em. Hay 10 giây, gặp sau hai nhà này. Cái sơ bây giờ lên 4 đi thấy còn nói cái hả? Đấy, bảo là Black cái sơ bây giờ cũng mới lên 4 thấy. Nhưng mà mình cũng chưa lên 4. Chết thật. Dù kia vẫn chưa lên 4, chưa thèm lên 4. Bơi. Được chưa. Nhà nó phát được còn gì nữa đâu. Nạn nhân thấy đi ủi nhà nhanh không? Đáp thì sắt nhỉ? Chiến thuật đấy ra chỉ việc đánh một mình chẳng khác rồi không cho nó đi được là được. Mình là người hệ đi buôn, thầy đi buôn thì nó gọi là đẳng cấp đúng không? Uy tín chưa? Bo từng đá cho anh em luôn ở góc này luôn.